Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh. Đây, hôm nay là phần tiếp theo của tập trước mọi người nhé. Hôm nay là tập 5 mọi người nhé. Đây, cái con đường tôi mở khai thác keo thì hôm nay là công việc là làm đến đây là tôi đang mở chỗ quay đầu mọi người. Tôi mở chỗ quay đầu này xong là kịch đường này đó là tôi sẽ sửa đường xuống và xuống dưới bản là đếm tiền thôi. Đấy, bây giờ tôi đang mở gần xong chỗ quay đầu rồi mọi người, bây giờ chỉ còn san xiếc xong lu lèn cho nó một phát máy tôi quay đầu thử và quay ben xuống để la lại đường, sửa lại đường, xong là xuống dần chỗ nào cần sửa lại nữa là tôi sửa lại. Đấy, sửa xong là xuống dưới bản. Đấy, xuống đấy thì cơm nước xong là đếm xẻng xong là về với vợ với con thôi. Đấy, đi làm lái máy này thì hầu như là những cái pha quay đầu trên những chỗ hẹp này là tôi toàn cầm lúm để tôi vặn vô lăng thôi, chứ là vặn thế nó mới nhanh, nó sinh ra cái đó để vặn mà. Do cái mưa đất nó dính ben nhiều nên mà tôi đang rũ ben để cho nó đất nó rơi hết ra mọi người, để lúc đi xuống đường dưới bản đường bê tông ấy đất nó đỡ rơi đỡ bẩn. Đấy, công việc làm nó là như vậy đấy. Đấy, vậy cùng đường mày quá. Sáng này buổi sáng tôi làm thì đến 11 giờ kém 15 thì bắt đầu là mưa. Đấy, bác chủ nhà bác điện bảo thôi nghỉ thôi em ơi, nghỉ xuống ăn cơm. Đấy, nên là bác dẫn vào bên đường nhà ông anh lại ăn cơm uống rượu. Hôm nay vào là có cái món cỗ nhà thịt lợn, có món lòng ngon. Đấy, mấy anh em làm mấy choác đang ăn uống thì mưa rào to, mưa như chút nước. Đấy, ăn xong lên giường ngủ một giấc tới 2 giờ thì bắt đầu thấy tạnh và hửng. Thế để bảo anh à, thôi anh ơi làm đi, hôm mai em lại xuống công trường, mai không ấy được. Thế là anh lại trở ra chỗ máy là làm lốt. Đến thời điểm bây giờ là cũng 5:30 chiều rồi mọi người. Để tôi làm cái đoạn này, bây giờ tôi đang xuống tôi sửa đường này. Chỗ nào chưa được thì tôi gạt tôi sửa lại phát nữa là ok. Đoạn này thì là ghế nó hơi quộp vào, tôi chỉnh cho nó ngửa ra để cái thế dốc mình tựa lưng và chân phải đạp vào kính kia. Như mọi người thấy đấy, đường là rất là dốc nha mọi người nhá. Chân phải đạp vào kính mới ngồi mới lái mới vần vô lăng được mọi người nhé. Đấy, cái nghề lái máy xúc đấy, mọi người có thấy cái cảnh đi xuống không, nó dốc, ngồi mà để chân dưới là ngồi nó không vững là không lái được. Thế đâm ra là một chân phải đạp vào kính trước ấy. Có khi cả hai chân luôn, những cái pha mà đường nó dốc quá là phải đạp hai chân luôn mà dùng ga tự động luôn. Đấy, thường thường thì tôi làm máy xúc này thì lúc nào mỏi hoặc là lúc nào đứng ở thế dốc cực dốc là tôi sẽ dùng ga tự động, là dùng ga tay đấy, đạp hai chân đằng trước để ngồi cho nó vững để lái, để vận hành máy mọi người ạ. Đấy, cuộc sống nghề máy công trình này lắm lúc là cũng rất là vất vả và nguy hiểm. Ở những thế đường dốc này thì là phải ngồi kiểu này thì mới vững mới lái mới vần vô lăng được, chứ ngồi không vững thì làm sao mà lái, mà làm sao mà ngoáy tay trang vận hành điều khiển nó được. Thế đâm ra là cái nghề này thì phải cực, ai mà học cái nghề này phải cực kỳ kiên trì và nhẫn lại thì mới học thành nghề được, chứ còn ai mà cứ đứng núi đọ núi kia học được thời gian mà thấy chán nản là sẽ không học được.
Nói chung thì tôi cũng đào tạo rất là nhiều các em, các cháu. Nói chung cuộc đời của tôi thì tôi cũng đào tạo cũng mười mấy đệ tử rồi. Mười mấy đệ tử rồi các anh em ạ. Nhưng bây giờ là tôi không nhận đệ tử nữa. Bởi vì mình làm là mình chủ động. Bây giờ lắm lúc làm nhà dân này thì là lúc nó cũng khó. Ví dụ đi làm công trường ấy, công ty ấy thì còn thu lạp đệ tử. Thì thỉnh thoảng đệ tử có lên máy làm được, làm nhà dân này mà cho đệ tử lên mà làm mà làm nhà dân thì làm tính giờ thì người dân người ta kêu lắm. Mà người ta đã kêu rồi thì lần sau người ta không gọi máy mình nữa. Người ta bảo là đi làm ấy, người ta phải trả tiền cứ cho phụ lên làm là ta không thích. Thế đâm ra là nhiều anh em với nhiều cháu hỏi đi phụ theo nhưng mà thực sự là nó cũng khó lắm, nó rất là khó. Thà ấy, anh em nào có nhu cầu học ấy thì nói thẳng ra là mất luôn lệ phí đi, những ngày mưa gió này tôi không làm thì tôi sẽ đánh vào chỗ nào tôi dạy cách mốc quick làm cho, thì tiền dầu thì các đệ là phải chịu thôi, rồi cũng phải chịu một chút của chi phí dạy lái, thì tôi sẽ đào tạo trong vòng khoảng đôi tuần, đôi ba tuần, hôm nào máy nghỉ thì tôi alo đến tôi dạy cách di chuyển máy múc lên xe. Như thế thì các bạn sẽ học được rất là nhanh, mà nhanh thành thợ, nhanh thành nghề. Tôi sẽ dạy chi tiết và các cái kỹ năng cơ bản nhất để vận hành múc xe, san lấp mặt bằng các kiểu con đà điểu, tôi sẽ dạy nhiệt tình. Đấy. Dạy như thế là phải mất phí chứ không không dạy không mất phí thì tôi chịu không làm được, bởi vì máy nổ lên làm nó rất tốn dầu, nó không như là ô tô đâu. Như máy này mà làm múc xe mà làm ga tương đối là nó mất khoảng 90 lít một tiếng. Đấy, các bạn cứ thử tính xem 90 lít một tiếng thì một tiếng nó hết rất là nhiều tiền. Đấy. Nếu mà bạn nào có nhu cầu muốn học, tôi sẵn sàng đào tạo. Nhưng đào tạo trong một thời gian ngắn. Hôm nào tôi không có về tôi nghỉ, tôi sẽ dạy cả ngày cả buổi luôn. Đấy, các bạn chỉ lên máy và các bạn thực hành làm thôi. Đấy. Như thế thì là mới ok, chứ còn các bạn bảo đi theo đi phụ nó cũng rất là khó. Ví dụ như các bạn là học, các bạn làm tốt tốt rồi thì có thể là tôi sẽ đi làm đâu, tôi sẽ đưa các bạn đi theo các bạn làm, các bạn xem học hỏi. Đấy. Như thế là rất là ok. Nếu mà bạn nào đồng ý thì hãy comment dưới phần bình luận để lấy thông tin nhé. Hoặc là các bạn có nhu cầu thì hãy vào trang cá nhân. Đấy, các bạn ấn luôn vào cái máy để bàn ấy là sẽ gọi được liên lạc cho tôi luôn, gọi trực tiếp luôn, alo trực tiếp luôn, hoặc là nhắn tin vào vào số đó hoặc là ZL số đó. Đấy, bây giờ tôi xuống chỗ này tôi sửa chỗ quay đầu này mọi người. Chỗ này do sáng nó mưa nó ngấm no nước rồi. À, tôi lại phải hót hết một lượt đi xong rồi tôi lại quăng đất, bởi vì chỗ này nó hẹp. Ở mé dưới thì lại keo nhà người khác, keo non. Tôi mà nhớ có hòn đất hòn gành nào nó lăn xuống là nó gãy hết keo. Để các bác chủ nhà ở dưới thì tôi cũng quen, đâm ra là mình làm cái gì làm mình phải có ý thức. Tôi làm tôi cũng lựa hết mức có thể. Có một hai hòn đá nó lăn xuống nó gãy ít cây keo của bác này, bác có lên bác có nói thì tôi cũng cũng bảo với anh ấy là em làm cũng rất là cẩn thận hết cỡ rồi, nhưng mà nó sơ suất có một hai hòn nó lăn xuống thì nó gãy cây keo thôi, thì bạn thông cảm cho em, biết làm thế nào được, làm thì nó nhỡ nhàng thôi, không ai cố ý không ai ấy, em biết ở dưới là keo của bác rồi. Đấy, đâm ra em làm cũng rất là cẩn thận rồi. Anh em ạ, à, lời nói thì chả mất tiền mua,
lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đấy, mình đi làm nhà dân thì mình phải biết đối nhân xử thế, lựa lời làm sao khéo léo để không mất lòng nhau, anh em vẫn luôn là anh em. Đấy, các bạn xem video mà thấy thích, thấy hữu ích thì các bạn hãy comment, hãy follow, hãy thả tim follow để xem những cái video kế tiếp nhé mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo nhé. Xin thân ái chào tạm biệt mọi người.